Manchester United lên kế hoạch chiêu mộ Victor Osimhen. Chelsea muốn mua cả Maguire và Ronaldo của MU. Casemiro đá chính tại trận derby Manchester. Liverpool tiếp tục săn hàng khủng từ Benfica. MU lên kế hoạch chiêu mộ Victor Osimhen. Man United và Erik ten Hag bàn kế hoạch thay thế Ronaldo, ưu tiên mang về một tiền đạo trong năm 2023 có giá lên đến 100 triệu euro. Theo nguồn tin từ The Hammers Press của Sky Sports, MU có thể ngồi lại để bàn về việc ký hợp đồng với một chân sút mới tại Old Trafford khi mà Ronaldo không phù hợp với phong cách bóng đá của Erik ten Hag. Quỷ đỏ đã chi hơn 200 triệu bảng để mua sắm mùa hè, nhưng họ có thể sớm tăng cường sức mạnh hơn nữa ngay từ đầu năm sau tại phiên chợ mùa đông. Sky Sports cho biết, MU ưu tiên mang về một tiền đạo trong năm 2023 và một số cái tên đã được nhắc tới. Đáng chú ý nhất là Victor Osimhen của Napoli. Hồi hè vừa qua thì người đại diện của Ronaldo đã đề nghị hai câu lạc bộ hoán đổi, nhưng điều này đã không xảy ra. Ngoài ra thì Quỷ đỏ được cho là có thể tái quan tâm Cody Gakpo. Tuy nhiên thì theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Erik ten Hag có rất ít cơ hội để ký hợp đồng với Osimhen kể từ khi mà Man đỏ chấp nhận chi ra ít nhất là 100 triệu euro, tương đương khoảng 86 triệu bảng cho Napoli. Còn The Hammers Press thông tin, tôi chắc chắn rằng có những cuộc họp trong nội bộ của MU về việc thay thế Ronaldo. Tất cả chúng ta đều biết Ronaldo xuất sắc ra sao, nhưng anh ấy không còn trẻ nữa. Chưa kể anh ấy dường như không phù hợp với phong cách chơi của Erik ten Hag, đặc biệt là tại Premier League. Họ sẽ đều nhìn thấy Man đỏ cần tăng cường sức mạnh cho hàng công, nhưng liệu có làm được điều đó vào ngay đầu năm 2023 hay không? Đây là một câu hỏi hoàn toàn khác. Chelsea lên kế hoạch mua cả Maguire và Ronaldo của MU. Chelsea đang lên kế hoạch chiêu mộ bộ đôi cầu thủ của Man United trong thời gian tới. Theo tờ Daily Mail, Chelsea vẫn đang quan tâm tới trường hợp của trung vệ Harry Maguire. The Blue muốn mang cầu thủ người Anh về Stamford Bridge để thế chỗ Azpilicueta, lão tướng 33 tuổi không thể ra sân thi đấu thường xuyên. Về phần MU, huấn luyện viên trưởng Erik ten Hag được cho là đã gạch tên Maguire ra khỏi kế hoạch xây dựng tương lai của đội bóng sau khi mà Lisandro Martinez có màn phối hợp tuyệt vời với Varane. Ngoài cựu thủ quân của Quỷ đỏ thì Chelsea cũng muốn cả Cristiano Ronaldo vào tháng riêng này. Nguồn tin uy tín cho hay là Chelsea sẵn sàng chi ra 15 triệu bảng kèm mức đãi ngộ khủng để giải cứu Ronaldo khỏi Old Trafford. Trước đó, tỷ phú Todd Boehly từng rất muốn mang Ronaldo về Stamford Bridge nhưng lại không thể đạt được sự đồng thuận từ cựu huấn luyện viên trưởng Thomas Tuchel. Hiện CR7 vẫn chưa từ bỏ ý định ra đi tìm bến đỗ mới để được thi đấu tại cúp C1, qua đó viết tiếp những kỷ lục tại sân chơi này và vẫn chưa chính thức lên tiếng về sự quan tâm của Chelsea. Tại một diễn biến khác, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano mới đây đã tiết lộ là Chelsea đang theo đuổi chữ ký của tiền đạo Christopher Nkunku và RB Leipzig. Thương vụ dự kiến sẽ được The Blue kích hoạt vào mùa hè sang năm. Cạnh tranh với Chelsea còn có vô vàn đội bóng lớn khác như là MU, Man City, PSG hay Bayern Munich. Casemiro đá chính tại trận derby Manchester. Người hâm mộ của MU đang yêu cầu huấn luyện viên trưởng Erik ten Hag để tiền vệ tân binh Casemiro đá chính tại trận derby Manchester trên sân Etihad của Man City. Casemiro xuất phát tại vị trí tiền vệ cùng Fred trong chiến thắng 5-1 của Brazil trước Estonia vào thứ ba và anh đã đóng vai trò chính tại giữa sân, mang đến một màn trình diễn ngoạn mục. Casemiro phá vỡ lối chơi của đối phương, ngăn chặn các đợt tấn công của Estonia và thể hiện khả năng chuyền bóng của mình. Anh đẩy bóng sang khắp mặt sân và có pha kiến tạo tuyệt vời cho Rafinha mở tỷ số của trận đấu. Đương nhiên là sự xuất sắc của Casemiro khiến cho người hâm mộ của MU phấn khích vì một số người muốn anh có mặt trong đội hình xuất phát tại trận đấu với Manchester City vào Chủ nhật. Một người dùng Twitter đã viết là tôi không biết anh ấy là một người chuyền bóng giỏi cho đến khi anh ấy đến Manchester United và tôi yêu nó. Một tweet thứ hai đã nói, anh ấy nên đá chính tại trận đấu với Man City. Tôi hy vọng là Erik ten Hag sẽ cho bộ đôi này trên toàn bộ thời gian thi đấu vào cuối tuần. Một người khác bình luận, tôi mong chờ anh ấy sẽ thể hiện một màn trình diễn như thế trong màu áo của Man United. Casemiro đã chơi 3 trận tại Premier League kể từ khi chuyển đến Real Madrid. Tuy nhiên, anh vẫn chưa đá trận chính nào huấn luyện viên ten Hag vì cầu thủ này cần thời gian để hòa nhập. Nhưng có vẻ như nhà vô địch Champions League 5 lần đã có đủ sức khỏe và sự hăng hái để có trận đá chính đầu tiên tại Premier League cho Man United. Liverpool tiếp tục săn hàng khủng từ Benfica. Ngay sau khi chiêu mộ thành công tiền đạo David Nunes của Benfica, ban lãnh đạo của câu lạc bộ Liverpool lại vừa đưa thêm một cầu thủ cũng thuộc biên chế của đại diện Bồ Đào Nha vào tầm ngắm. Tài năng của Benfica nhận được sự quan tâm từ Liverpool là tiền vệ Enzo Fernandez. Khi thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, Fernandez mới chuyển từ River Plate tới Benfica trong phiên chợ mùa hè vừa qua.
Để có được sự phục vụ của cầu thủ 21 tuổi đã có 2 lần khoác áo đội tuyển Argentina, Benfica đã phải chi ra 18 triệu euro. Kể từ đầu giải thì Fernandes đã chơi 13 trận cho Benfica và gây ấn tượng khá tốt. Gần nhất là trận Benfica xuất sắc đánh bại Juve 2-1 ngay trên sân khách. Tại cấp độ đội tuyển quốc gia, Fernandes vừa giúp Argentina đánh bại Honduras và Jamaica đều với tỷ số đậm là 3-0. Theo giới truyền thông nước Anh thì huấn luyện viên trưởng Jurgen Klopp đánh giá rất cao khả năng của Fernandes nên ông đã đề nghị ban lãnh đạo của Liverpool mang cầu thủ này về Anfield cho mình. Vấn đề với Liverpool ở đây là họ không phải là câu lạc bộ duy nhất để mắt tới viên ngọc quý của Benfica. Ngoài Liverpool, trong danh sách các đội bóng muốn sở hữu Fernandes còn có cả hai gã khổng lồ Man City và Real Madrid. Không chỉ phải cạnh tranh với Man Xanh và đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, Liverpool còn gặp khó khăn khi mà ban lãnh đạo Benfica đã nói rõ là Fernandes không phải là cầu thủ để bán. Trong trường hợp ban lãnh đạo của The Cop vẫn muốn giành được Fernandes mà cần phải bận tâm đến chủ sở hữu của tiền vệ này, họ sẽ cần phải trả cho Benfica 120 triệu euro tiền phí giải phóng hợp đồng. Trước khi tiếp cận Fernandes, ban lãnh đạo của Liverpool đã lên kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Jules Bellingham của Borussia Dortmund. Với động thái trên, Liverpool dường như đã sẵn sàng nói lời chia tay với Naby Keita và Alex Oxlade-Chamberlain trong tương lai gần. Casemiro đá chính tại trận derby Manchester. Người hâm mộ của MU đang yêu cầu huấn luyện viên trưởng Erik ten Hag để tiền vệ tân binh Casemiro đá chính tại trận derby Manchester trên sân Etihad của Man City. Casemiro xuất phát tại vị trí tiền vệ cùng Fred trong chiến thắng 5-1 của Brazil trước Estonia vào thứ ba và anh đã đóng vai trò chính tại giữa sân mang đến một màn trình diễn ngoạn mục. Casemiro phá vỡ lối chơi của đối phương, ngăn chặn các đợt tấn công của Estonia và thể hiện khả năng chuyền bóng của mình. Anh đẩy bóng sang khắp mặt sân và có pha kiến tạo tuyệt vời cho Rafinha mở tỷ số của trận đấu. Đương nhiên là sự xuất sắc của Casemiro khiến cho người hâm mộ của MU phấn khích vì một số người muốn anh có mặt trong đội hình xuất phát tại trận đấu với Manchester City vào Chủ nhật. Một người dùng Twitter đã viết là tôi không biết anh ấy là một người chuyền bóng giỏi cho đến khi anh ấy đến Manchester United và tôi yêu nó. Một tweet thứ hai đã nói anh ấy nên đá chính tại trận đấu với Man City. Tôi hy vọng là Erik ten Hag sẽ cho bộ đôi này chỉ toàn bộ thời gian thi đấu vào cuối tuần. Một người khác bình luận, tôi mong chờ anh ấy sẽ thể hiện một màn trình diễn như thế trong màu áo của Man United. Casemiro đã chơi 3 trận tại Premier League kể từ khi chuyển đến Real Madrid. Tuy nhiên, anh vẫn chưa đá trận chính nào với huấn luyện viên ten Hag vì cầu thủ này cần thời gian để hòa nhập. Nhưng có vẻ như nhà vô địch Champions League 5 lần đã có đủ sức khỏe và sự hăng hái để có trận đá chính đầu tiên tại Premier League cho Man United. Liverpool tiếp tục săn hàng khủng từ Benfica. Ngay sau khi chiêu mộ thành công tiền đạo David Nunes của Benfica, ban lãnh đạo của câu lạc bộ Liverpool lại vừa đưa thêm một cầu thủ cũng thuộc biên chế của đại diện Bồ Đào Nha vào tầm ngắm. Tài năng của Benfica nhận được sự quan tâm từ Liverpool là tiền vệ Enzo Fernandes. Khi thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, Fernandes mới chuyển từ River Plate tới Benfica trong phiên chợ mùa hè vừa qua. Để có được sự phục vụ của cầu thủ 21 tuổi đã có 2 lần khoác áo đội tuyển Argentina, Benfica đã phải chi ra 18 triệu euro. Kể từ đầu giải thì Fernandes đã chơi 13 trận cho Benfica và gây ấn tượng khá tốt. Gần nhất là trận Benfica xuất sắc đánh bại Juve 2-1 ngay trên sân khách. Tại cấp độ đội tuyển quốc gia, Fernandes vừa giúp Argentina đánh bại Honduras và Jamaica đều với tỷ số đậm là 3-0. Theo giới truyền thông nước Anh thì huấn luyện viên trưởng Jurgen Klopp đánh giá rất cao khả năng của Fernandes nên ông đã đề nghị ban lãnh đạo của Liverpool mang cầu thủ này về Anfield cho mình. Vấn đề với Liverpool ở đây là họ không phải là câu lạc bộ duy nhất để mắt tới viên ngọc quý của Benfica. Ngoài Liverpool, trong danh sách các đội bóng muốn sở hữu Fernandes còn có cả hai gã khổng lồ Man City và Real Madrid. Không chỉ phải cạnh tranh với Man Xanh và đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, Liverpool còn gặp khó khăn khi mà ban lãnh đạo Benfica đã nói rõ là Fernandes không phải là cầu thủ để bán. Trong trường hợp ban lãnh đạo của The Cop vẫn muốn giành được Fernandes mà cần phải bận tâm đến chủ sở hữu của tiền vệ này, họ sẽ cần phải trả cho Benfica 120 triệu euro tiền phí giải phóng hợp đồng. Trước khi tiếp cận Fernandes, ban lãnh đạo của Liverpool đã lên kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Jules Bellingham của Borussia Dortmund. Với động thái trên, Liverpool dường như đã sẵn sàng nói lời chia tay với Naby Keita và Alex Oxlade-Chamberlain trong tương lai gần.